Trong thông báo phát đi vào chiều nay từ Liên Bộ Công Thương Tài Chính, từ 16 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 7, mỗi lít xăng RON 95 tăng 383 đồng, xăng E5 RON 92 tăng lên 420 đồng, các mặt hàng dầu tăng từ 105 đến 326 đồng một lít hoặc 1 kg. Sau điều chỉnh thì xăng E5 RON 92 lên mức tối đa là 19.653 đồng một lít, xăng RON 95 là 20.517 đồng dầu diesel là 16.949 đồng một lít. Liên bộ cũng điều chỉnh mức trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với xăng, cụ thể là mức trích với xăng E92 còn 200 đồng một lít, giảm 100 đồng so với kỳ trước. Xăng RON 95 vẫn giữ nguyên mức trích là 700 đồng một lít như kỳ điều hành trước. Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92, loại xăng nền dùng để pha chế E5 RON 92 là 67,69 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 69,315 đô la Mỹ một thùng, tăng 5 đến 5,3% so với kỳ trước. Giá dầu cũng trong thời kỳ điều chỉnh nhẹ. Như vậy là sau 3 lần giảm liên tiếp từ đầu tháng 5 đến nay thì giá xăng đã có đợt tăng trở lại.